Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022, sáng nay, đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải và tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa dẫn đầu đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa. Tham gia đoàn có đồng chí Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giao thông Vận tải và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Trước đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cùng các thành viên trong đoàn đã đặt vòng hoa dâng hương và dành một phút mặc niệm thành kính bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đem lại cuộc sống hòa bình, tự do, ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Tiếp đó, các thành viên đoàn công tác đã thắp hương lên từng mộ phần các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng. Trong các cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở thế kỷ 20, cả nước có hơn 1,2 triệu liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, trong đó có gần 60.000 liệt sĩ là những người con ưu tú của quê hương Thanh Hóa anh hùng. Khắc ghi công ơn của các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ hôm nay và mai sau nguyện đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, quyết tâm vượt qua khó khăn thách thức, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Hôm qua ngày 12 tháng 7, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị ban tổ chức chương trình Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt lần thứ 10 năm 2022. Chương trình Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt năm 2022 tại Thanh Hóa đã khởi động vào chiều ngày 10 tháng 7 với lễ ra quân tuyên truyền tại khu vực tượng đài Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa. Tiếp đến là chuỗi hoạt động tuyên truyền về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng và tặng quà cho các gia đình chính sách. Lễ phát động chương trình và tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu được tổ chức vào sáng ngày 14 tháng 7 tại Trung tâm Hội nghị 25B, sau đó sẽ tiến hành tiếp nhận máu tại thành phố Thanh Hóa ngày 14 tháng 7 và huyện Yên Định ngày 16 tháng 7. Dự kiến chương trình thu hút hơn 4.200 người tham gia và tiếp nhận hơn 2.600 đơn vị máu. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận thống nhất phương án tổ chức các hoạt động trong chương trình Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt lần thứ 10 năm 2022, trong đó tập trung công tác truyền thông, trang trí, khánh tiết, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra các hoạt động. Đồng thời, đại diện Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đề nghị các địa phương đơn vị đôn đốc nhắc nhở các tình nguyện viên tham gia hiến máu đúng giờ, đủ số lượng, đảm bảo an toàn hiến máu. Sáng qua ngày 12 tháng 7, Học viện Quân y Bộ Quốc phòng đã phối hợp với địa phương trao tặng nhà tình nghĩa cho thương binh 2/4 Vi Văn Lộc ở thôn Triềng Lau, xã Ban Công, huyện Bá Thước. Gia đình thương binh Vi Văn Lộc ở thôn Triềng Lau, xã Ban Công, huyện Bá Thước thuộc diện hộ cận nghèo, đang ở trong căn nhà sàn ba gian chật hẹp đã xuống cấp trầm trọng. Tháng 4 năm 2022, được sự quan tâm giúp đỡ của Học viện Quân y cùng sự hỗ trợ của anh em họ hàng làng xóm, gia đình ông Vi Văn Lộc đã được hỗ trợ xây dựng căn nhà cấp 4 có tổng diện tích hơn 120m² với tổng trị giá khoảng 500 triệu đồng. Trong đó, Học viện Quân y hỗ trợ 80 triệu đồng, vốn của gia đình trên 100 triệu đồng, anh em dòng họ giúp đỡ 100 triệu đồng, còn lại là nguồn huy động khác. Đây là công trình thể hiện tấm lòng biết ơn sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ Học viện Quân y và người dân địa phương đối với thương binh Vi Văn Lộc, hỗ trợ gia đình vơi bớt khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống. Nhân dịp này, Học viện Quân y cũng đã tặng quà cho 10 gia đình chính sách và 10 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Ban Công, huyện Bá Thước, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, thương mại điện tử đã trở thành phương thức kinh doanh phổ biến được cả doanh nghiệp sản xuất, phân phối và người tiêu dùng chủ động khai thác. Tại Thanh Hóa, dù còn nhiều thách thức, nhưng mức độ phát triển thương mại điện tử của các doanh nghiệp đang được cải thiện, kỳ vọng không chỉ tăng trưởng ở thị trường nội tỉnh mà còn phát triển toàn quốc và vươn ra thế giới. Với điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin được trang bị cơ bản hiện đại và nền kinh tế phát triển sôi động, hoạt động thương mại điện tử được dự báo có nhiều dư địa thuận lợi để phát triển. Chỉ với 6 nhân sự, công ty cổ phần công nghệ KTS Global đã sở hữu và cung cấp ra thị trường nền tảng công nghệ đa phương tiện gồm mạng xã hội, sàn thương mại điện tử KTS, chat OTT, tiếp thị liên kết, cửa hàng, phiếu giảm giá, tích điểm. Với nền tảng công nghệ được thiết kế, lập trình sẵn, các tính năng dễ sử dụng, chỉ sau thời gian ngắn, doanh nghiệp này đã điều hành hoạt động sàn thương mại điện tử có hàng nghìn thành viên tham gia với hàng trăm sản phẩm, hàng hóa dịch vụ được giới thiệu, mua bán, ký gửi.
Đáng chú ý, sàn thương mại điện tử KTS cho phép tạo ra hệ thống cộng tác viên bán hàng tiếp thị liên kết marketing 3 tầng, không giới hạn số lượng và chia sẻ lợi ích cho người dùng. Doanh nghiệp có cơ hội mở rộng thị trường, tiết kiệm chi phí, quản lý tinh gọn và gia tăng được thị phần, gia tăng doanh thu lợi nhuận. Với người mua, cũng có nhiều lựa chọn tốt hơn khi được mua giá rẻ hơn nhờ các chính sách ưu đãi trên sàn thương mại điện tử. Thì mục tiêu của các doanh nghiệp là đều phải bán được sản phẩm cuối cùng. Chính vì vậy nên là bộ công cụ này nó sẽ giúp cho các cái doanh nghiệp mang được cái sản phẩm của mình ra với thị trường rộng mở thông qua cái nền tảng công nghệ và đưa lên hoạt động trên Internet, giúp cho người dùng có thể phát triển được cái thị trường rộng hơn, đưa được cái sản phẩm của mình đến những cái thị trường quy mô lớn hơn thông qua cái sàn thương mại điện tử của chúng tôi. Đánh giá từ các doanh nghiệp tham gia thương mại điện tử tại thị trường Thanh Hóa cho thấy, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 và hạ tầng công nghệ thông tin ngày càng phát triển, người tiêu dùng đang dần ưu tiên mua sắm trực tuyến thay vì phương thức truyền thống. Bên cạnh đó, sự phát triển hình thức này đến từ việc các doanh nghiệp, nhà bán hàng, sàn thương mại điện tử không ngừng đổi mới phương thức kinh doanh đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Trong đó, các yếu tố quyết định đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp như chất lượng sản phẩm, đầu tư hợp lý cho xây dựng cửa hàng trực tuyến, cải thiện chất lượng hình ảnh, thông tin trên các cửa hàng, giúp khách hàng dễ dàng truy cập website của doanh nghiệp và nhanh chóng tìm thấy những sản phẩm dịch vụ mà người dùng đang cần, cho phép doanh nghiệp điều tra được thị hiếu của khách hàng thông qua thống kê lượt mua, lượt truy cập. Để phát triển được cái kênh thương mại điện tử này một cách hữu ích và đạt hiệu quả cao nhất thì chúng tôi cũng đang bắt đầu xây dựng kế hoạch để tham gia vào các cái sàn thương mại điện tử như là Lazada hay là Shopee. Và chúng tôi cũng mong rằng là trong cái những năm sắp tới với cái sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương thì các cái doanh nghiệp như chúng tôi sẽ nắm bắt hơn về các cái khung pháp lý của thương mại điện tử, từ đó để phát triển cái kênh thương mại điện tử này một cách tốt nhất, tạo ra nên doanh thu và phát triển cho doanh nghiệp. Ủy ban nhân tỉnh đặt ra tức là làm sao đó để cho cái thương mại điện tử của tỉnh nhà có được cái doanh số đâu đó khoảng 7% vào năm 2022 này, thì tôi thấy đây là cũng là một cái mục tiêu mà đặt ra tương đối là cao. Thì muốn đạt được điều này thì người tiêu dùng là phải có niềm tin, sẵn sàng chi trả mua các cái hàng hóa trong môi trường trực tuyến, và đặc biệt là phải tìm hiểu cách thức cũng như là thanh toán trực tuyến thông qua các đơn hàng mà người tiêu dùng ở địa phương, cũng như là hướng tới là khách hàng trên toàn quốc và xa hơn nữa là khách hàng trên thế giới. Theo đánh giá của Sở Công Thương Thanh Hóa, đến nay hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã sử dụng Internet, thư điện tử trong giao dịch với khách hàng. Trong đó, hiện đã có hơn 200 doanh nghiệp đăng ký website thực hiện các dịch vụ thương mại điện tử. Có 35% doanh nghiệp tham gia cung ứng các sản phẩm hàng hóa hỗ trợ và thông tin trực tiếp cho người tiêu dùng cá nhân trên Internet. Tại đề án phát triển thương mại điện tử tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2025 có 55% dân số tham gia mua sắm trực tuyến, 100% doanh nghiệp có website được cập nhật đầy đủ thông tin về giới thiệu, quảng bá sản phẩm, 80% website thương mại điện tử của doanh nghiệp có tích hợp chức năng đặt hàng trực tuyến, 50% doanh nghiệp nhỏ và vừa tiến hành hoạt động kinh doanh trên các sàn giao dịch thương mại điện tử. Để thực hiện mục tiêu này, ngành công thương Thanh Hóa đang tăng cường các hoạt động hỗ trợ, kết nối thông tin để các doanh nghiệp trong tỉnh quảng bá, giới thiệu và phân phối, tiêu thụ hàng hóa. Cùng với đó, vận động tuyên truyền đến các doanh nghiệp hợp tác xã, các hộ sản xuất kinh doanh tích cực đăng ký tham gia bán hàng trên các sàn thương mại điện tử trong và ngoài nước nhằm mở rộng thị trường, từ đó phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả và thực hiện chuyển đổi số thành công. Huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa từ lâu nổi tiếng với nghề sản xuất chiếu cói truyền thống. Nghề chiếu cói ở huyện càng phát triển mạnh khi các hộ sản xuất đầu tư mua máy dệt chiếu. Hiện sản phẩm chiếu cói ở địa phương đã được tiêu thụ ở nhiều tỉnh thành, góp phần tăng thu nhập, tạo việc làm cho lao động địa phương. Nghề sản xuất chiếu cói ở xã Quảng Phúc, huyện Quảng Xương phát triển mạnh trong hơn 10 năm nay. Cả xã có 220 máy dệt chiếu, quân bình một ngày sản xuất được trên 5.000 đôi chiếu. Nhờ ứng dụng công nghệ, cải tiến mẫu mã nên sản phẩm chiếu của xã có giá cạnh tranh cao, thị trường sản phẩm mở rộng trên toàn quốc. Trong tháng 3 năm 2022, sản phẩm chiếu cói Quảng Phúc đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh. Việc công nhận sản phẩm OCOP là điều kiện để xã xây dựng thương hiệu cho sản phẩm chiếu cói Quảng Phúc, nâng cao giá trị thu nhập cho người dân. Hợp tác xã chúng tôi thì chúng tôi cũng có đi đến các cái địa phương chẳng hạn như Thái Bình rồi các nơi để chúng tôi gọi là đặt các cái đơn vị người ta đặt cái sản xuất sản phẩm, và chúng tôi là những đơn vị là trực tiếp là cung cấp cái sản phẩm cho các cái đơn vị ở tỉnh ngoài.
Hiện nay, huyện Quảng Xương có 550 hectare đất trồng cõi tập trung ở các xã Quảng Phúc, Quảng Trường, Quảng Khê, Quảng Long, Quảng Ngọc và Quảng Văn. Sản lượng cõi toàn huyện đạt trên 7.000 tấn một năm. Để nâng cao hiệu quả kinh tế từ nghề trồng cõi và chế biến sản phẩm từ cõi, những năm qua huyện Quảng Xương đã có nhiều cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện cho các hợp tác xã, hộ dân có tâm huyết với nghề được vay vốn để đầu tư mua máy dệt chiếu. Đến nay, trên địa bàn huyện có khoảng 500 máy dệt chiếu và gần 1.000 hộ làm nghề dệt chiếu. Sản lượng sản xuất hàng năm đạt khoảng 3 triệu đôi chiếu các loại. Nghề dệt chiếu cói không chỉ mang lại lợi nhuận cao cho các hộ chủ máy mà còn giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho gần 7.000 lao động tại địa phương. Để nâng cao giá trị từ sản xuất chiếu cói, các hợp tác xã, hộ dân trên địa bàn huyện đã đầu tư máy móc công nghệ đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng, đảm bảo chất lượng, đồng thời xây dựng sản phẩm chiếu cói thành sản phẩm ô cốp theo chương trình mỗi xã một sản phẩm. Được hợp tác xã tạo điều kiện cho, thì ta làm thêm thu nhập hàng tháng cũng được từ 4 triệu rưỡi đến 5 triệu để tạo thêm điều kiện cho gia đình không phải đi làm ăn xa. Đối với cái mặt hàng xây dựng chắn ô cốp ấy, thì hiện nay là xã đầu tư cái thứ nhất ấy, là về tất cả các cái công đoạn, ví dụ như là để đi đến cái việc là làm cái chắn ô cốp thì bao gồm các cái thủ tục. Chúng tôi đấu mối với lại cái trung tâm tức là xây dựng nông thôn mới của tỉnh, của huyện ấy, để rồi tạo điều kiện hỗ trợ. Về phía xã thì cũng đã trích ra một phần cái gọi là cái kinh phí thôi để hỗ trợ cùng với các hộ để làm sao đó là xây dựng cho nó được cái chắn ô cốp. Trong giai đoạn 2022-2025, huyện Quảng Xương tiếp tục chỉ đạo các xã làm nghề chiếu cói quan tâm xúc tiến thương mại nhằm tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, huyện tạo điều kiện để các hộ được vay các nguồn vốn ưu đãi, đầu tư, mở rộng sản xuất, xây dựng cửa hàng trưng bày sản phẩm, hỗ trợ đầu tư hạ tầng vùng trồng cói, đào tạo, nâng cao tay nghề cho lao động làng nghề cói, cải tạo diện tích trồng cói năng suất thấp, mở rộng vùng trồng cói để đáp ứng nguồn nguyên liệu cho các xã có nghề sản xuất chiếu cói tại huyện Quảng Xương. Xác định hội viên nông dân là những người trực tiếp tham gia sản xuất các loại thực phẩm nông sản. Vì vậy, trong năm qua, Hội Nông dân huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết hợp với xây dựng các mô hình sản xuất theo hướng an toàn Việt Gáp. Qua đó, nâng cao nhận thức trách nhiệm của nông dân trong sản xuất, kinh doanh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đem lại giá trị thu nhập cao. Năm 2018, Hội Nông dân thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành đã đứng ra vận động hội viên nông dân liên kết thành lập hợp tác xã nuôi ong mật Thành Kim. Trong đó, hội nông dân phối hợp với hội làm vườn, trang trại và các đơn vị chuyên môn chuyển giao kỹ thuật, quy trình nuôi ong mật an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp cho các hộ. Đến nay, hợp tác xã đã có 1.300 đàn ong với 42 hội viên tham gia, mỗi năm thu hoạch trên 15.000 kg mật. Không chỉ đem lại giá trị thu nhập cao, điều quan trọng là các hộ khi tham gia hợp tác xã đã nhận thức được vấn đề sản xuất phải đảm bảo an toàn thực phẩm nên không sử dụng kháng sinh chất cấm trong quá trình nuôi ong. Với phương châm là sản xuất ra mật, nuôi ong lấy mật, sản xuất ra mật nhưng phải có chất lượng mật tốt thì mới tiêu thụ được thị trường. Mặc dù là tiêu thụ tập trung hoặc tiêu thụ nhỏ lẻ đều phải yếu tố cơ bản nhất đó là chất lượng của mật ong. Với mục tiêu từng bước làm thay đổi nhận thức của nông dân trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, từ đầu năm 2021 đến nay, Hội Nông dân huyện Thạch Thành đã tăng cường vận động, tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm cho cán bộ hội viên, cảnh báo về tác hại của việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, hóa chất kháng sinh cấm trong nuôi trồng thủy sản, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản để các hộ thay đổi phương thức sản xuất theo hướng an toàn. Đồng thời, hội phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, các công ty, doanh nghiệp tổ chức được 50 lớp tập huấn, hội thảo truyền giao khoa học kỹ thuật cho gần 4.000 lượt cán bộ hội viên nông dân về sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn. Qua đó, giúp hội viên nông dân trong huyện nâng cao nhận thức và áp dụng vào sản xuất, tạo ra sản phẩm nông sản chất lượng, có đầu ra ổn định, đem lại giá trị thu nhập cao. Thạch Thành này chúng tôi đã đi là đến 10 năm nay về, nhưng mà nói về quả thanh long là đúng tiêu chuẩn Việt Gáp là chúng tôi rất tin tưởng về cái chất lượng. Tới đây thì hội tiếp tục phối hợp cùng với lại ngành nông nghiệp tập huấn cho hội viên nông dân chủ động tập huấn các cái chương trình về sản xuất hữu cơ, sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp trong cả trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, rồi là tiếp cận với lại các cái đơn vị, các cái tổ chức, các cái công ty mà có cái liên kết tiêu thụ sản phẩm.
Nhờ áp dụng phương thức sản xuất an toàn Việt Gáp, nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện Thạch Thành đã có lãi từ 200 đến 400 triệu đồng mỗi năm. Trong thời gian tới, để nhân rộng mô hình nông dân sản xuất an toàn Việt Gáp, Hội Nông dân huyện Thạch Thành sẽ thực hiện lồng ghép các chương trình dự án hỗ trợ hội nông dân cơ sở xây dựng nhiều mô hình sản xuất chế biến kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất. Trong bối cảnh phục hồi ngành du lịch như hiện nay, thực trạng thiếu hụt nguồn nhân lực du lịch đang là vấn đề đặt ra cho nhiều địa phương trong cả nước. Để giải quyết vấn đề này, việc đào tạo nguồn nhân lực với sự tham gia của cả ba nhà trường, nhà tuyển dụng, nhà nước đang là hướng đi được tỉnh Thanh Hóa chú trọng triển khai nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo nhân lực này trong tình hình mới. Trong nhiều năm qua, trường Trung cấp nghề du lịch Thanh Hóa là một trong những cơ sở đào tạo nguồn nhân lực du lịch của tỉnh. Đặc biệt, từ giai đoạn phục hồi du lịch, để bù lấp lỗ hổng nhân lực, nhà trường đã chuyển đổi chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận năng lực, chú trọng kỹ năng thực tế, thực hành cho sinh viên. Từ đó, trường chủ động kết nối với các doanh nghiệp cùng tham gia đào tạo, bảo đảm 100% sinh viên trong quá trình học tập tại nhà trường đều được tham gia thực hành tại các doanh nghiệp theo ngành học của mình. Với sự chuyển hướng linh hoạt trong công tác đào tạo, từ đầu năm tới nay, đơn vị đã cung ứng cho thị trường du lịch hơn 800 lao động du lịch chất lượng có khả năng đáp ứng ngay công việc khi ra trường. Thực hiện cái phương châm đào tạo ba tại chỗ, nó mang lại rất là nhiều lợi ích. Trước nhất là nó có lợi ích rất thiết thực đối với người học. Người học không phải đi lại, tức là cái chi phí đầu tư nó ít nhất. Đối với doanh nghiệp là đào tạo tại doanh nghiệp thì tận dụng được cái điều kiện thực tế tại doanh nghiệp cũng như các cái trang thiết bị tại doanh nghiệp. Cái thứ ba, nó sẽ giúp cho các cái cơ sở đào tạo, cái đội ngũ giáo viên cũng như học viên là tiếp cận thực tiễn một cách nhanh nhất và không phải qua một cái quá trình, quy trình thực hiện cái kế hoạch thực tập kiến thực. Tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh, ngoài tuyển dụng vị trí việc làm phù hợp, các doanh nghiệp còn chủ động mời các giảng viên, các chuyên gia đào tạo du lịch trực tiếp bồi huấn, tập huấn, cập nhật kiến thức cho tất cả đội ngũ lao động. Đây là hình thức được nhiều doanh nghiệp áp dụng sau đại dịch COVID-19 nhằm củng cố lại đội ngũ nhân sự và giảm tải áp lực chờ đào tạo từ phía các trường. Sau 2 năm thì cái số mà chúng tôi đào tạo là họ lại đi làm những cái việc mà ví dụ như là các cái xí nghiệp may được hết cả. Bây giờ lại phải đào tạo lại một cái đội ngũ mới. Và rất may là chúng tôi còn giữ lại được cái cán bộ cốt cán của từng bộ phận một. Sau đó lại là đi tuyển tiếp và nhất định để bảo đảm cho nó đủ cho quân số cho năm 2022. Và để làm được cái việc đấy thì chúng tôi cũng phải đề nghị với các cái trường du lịch hỗ trợ cái giáo viên về đây dạy cho các vừa dạy vừa làm vừa thực hành để làm sao mà đảm bảo nhanh chóng họ có thể bắt kịp được. Theo báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, trong năm 2021, tổng số tuyển sinh của các cơ sở đào tạo du lịch trên địa bàn tỉnh là trên 1.000 người. Cùng với đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Hiệp hội Du lịch đã tích cực tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ tại khu, điểm và doanh nghiệp du lịch cho hơn 2.000 lao động. Song so với nhu cầu cần đến hàng chục nghìn lao động trong giai đoạn phục hồi thì đây chỉ là con số rất nhỏ. Thực tế là nhà nước đang tạo điều kiện rất nhiều từ cái góc độ của chính phủ rồi Bộ Giáo dục và Đào tạo có những cái chủ trương rất là rõ ràng là ưu tiên đào tạo ngành du lịch. Thế đấy là ở cấp độ nhà nước. Thế còn về cái cấp độ địa phương ấy, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta với cái tinh thần này chúng ta cũng tạo ủng hộ cho các cơ sở đào tạo tại địa phương, mở nhiều cái cơ sở hơn nữa này, rồi thì đầu tư ở cái cấp độ như là cái trường dạy nghề rồi trường trung cấp, rồi chúng ta khuyến khích tạo điều kiện và tạo ra những cái cơ chế để cho họ có thể tăng cái nguồn tuyển sinh lên, thậm chí là chúng ta đặt hàng cho họ đào tạo. Nguồn nhân lực du lịch là yêu cầu cấp bách trong tình hình hiện nay, do đó rất cần có sự vào cuộc tích cực của nhà nước, nhà tuyển dụng, nhà trường. Trong đó chú trọng đa dạng hóa các hình thức đào tạo du lịch và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực. Các yếu tố này phải được vận hành và chuyển động một cách hài hòa và hiệu quả. Có như vậy, nguồn nhân lực mới bảo đảm cả về lượng và chất, đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành du lịch Thanh Hóa trong bối cảnh hiện nay. Không chỉ đầu tư nâng cao chất lượng, đảm bảo các tiêu chí đạt chuẩn OCOP, thời gian gần đây, các chủ thể sản xuất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa còn quan tâm đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm theo hướng quà tặng. Nhờ đó đã giúp kích cầu tiêu thụ, đưa sản phẩm OCOP Thanh Hóa đến gần hơn với nhiều tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Với mục tiêu phát triển sản phẩm bánh rau má thành quà tặng cho khách du lịch,
anh Trương Duy Văn, thành phố Sầm Sơn đã nghiên cứu, đầu tư máy móc và học kỹ thuật sản xuất bánh rau má xứ Thanh. Sản phẩm bánh rau má xứ Thanh đã được tổ giúp việc Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh chấm điểm đạt 3 sao ô cốp cấp tỉnh và đang trình hội đồng xét duyệt trong thời gian tới. Rất là vui khi thấy cái đặc sản của Thanh Hóa, đó là cái bánh rau má đảm bảo về mặt chất lượng rất là an toàn, tôi cảm thấy là yên tâm để có thể mua về làm quà cho các bà con và các anh chị em ở trong Bến Tre. Phục vụ khách du lịch thì là nhà mình sẽ là có một cái điểm nghỉ ngơi, quảng bá, giới thiệu, ăn uống thử tất cả miễn phí được khu vực đấy, nơi đấy là nơi trưng bày giới thiệu sản phẩm tại khu vực Hoàn Trống Mái. Khách du lịch có thể lên trên đấy được tham quan, chiêm ngưỡng và được thưởng thức trà nước bánh ở trên khu vực đấy hoàn toàn được miễn phí, còn ngon thì khách hàng sẽ tự mua về. Năm nay thì sẽ đổi thêm một vài mẫu mã cho nó bắt mắt hơn, từ túi sách đến mẫu mã sẽ phát triển tốt hơn. Tỉnh Thanh Hóa hiện có 196 sản phẩm ô cốp thuộc các nhóm hàng, thực phẩm, đồ uống, thủ công mỹ nghệ và thảo dược. Đây là những sản phẩm có thể làm quà tặng. Do vậy, ngay khi bước vào mùa du lịch, các chủ thể sản xuất trong tỉnh đã tập trung đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm, đổi mới nhãn mác để đưa vào bán tại các cửa hàng ô cốp và điểm du lịch trong ngoài tỉnh. Các sản phẩm ô cốp đều có xuất xứ đã khẳng định được chất lượng qua nhiều lần kiểm định nghiêm ngặt, tạo được niềm tin cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó, các chủ thể sản xuất đã liên kết với nhau để làm những hộp quà đẹp mắt, sang trọng từ nhiều sản phẩm với nhiều mức giá khác nhau để khách hàng dễ dàng lựa chọn. Chúng tôi tạo thành một cái set quà gọi là quà tặng xứ Thanh. Thì trong cái set quà này thì chúng tôi đã đưa ra những cái set combo của những cái sản phẩm rất là đa dạng mẫu mã, thì và nó cũng rất phù hợp và thiết thực. Chúng tôi cũng đã có cái kế hoạch cũng như là đã được các sở ban ngành tạo điều kiện để đặt những cái gian hàng quà tặng xứ Thanh ở các điểm du lịch. Với mục tiêu phát triển sản phẩm ô cốp theo nhu cầu thị trường, năm 2022, các đơn vị chủ thể sản xuất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tập trung nâng cấp sản phẩm đạt cả về chất lượng lẫn hình thức. Từ đó, nhằm quảng bá thương hiệu, nâng cao giá trị kinh tế và sức cạnh tranh của các sản phẩm ô cốp Thanh Hóa trên thị trường. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, chỉnh trang khuôn viên, trong quá trình xây dựng nhà văn hóa thôn, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm đầu tư tủ sách pháp luật. Đây cũng là nội dung tiêu chí số 6.3, cơ sở vật chất văn hóa nhà văn hóa thôn trong xây dựng xã nông thôn mới, góp phần nâng cao dân trí cho người dân nông thôn. Tranh thủ thời gian nghỉ lao giữa cuộc họp, người dân thôn Trấn Long, xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa lại lấy sách ra đọc, tham khảo. Thói quen đọc sách ở nhà văn hóa thôn đã được cán bộ và người dân trong thôn duy trì nhiều năm nay. Được biết, tủ sách pháp luật của thôn có từ năm 2013 do nhân dân tự đóng góp với trên 100 đầu sách ở nhiều lĩnh vực như pháp luật, đời sống, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Thì từ ngày có cái tủ sách pháp luật ấy, thì chúng tôi thường ngày ra để đọc và để áp dụng, tức nhất là về dạy bảo con cháu trong gia đình sống và làm việc theo hiến pháp của nhà nước. Đồng thời chúng tôi cũng mở mang ra được nhiều những cái vấn đề nắm chắc được cái luật của đảng của nhà nước ra. Theo quy định của Bộ Tiêu chí Quốc gia nông thôn mới, để đạt tiêu chí 6.3, xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, nhà văn hóa thôn phải có tủ sách pháp luật, phục vụ nhu cầu tìm hiểu, tham khảo cho cán bộ và nhân dân địa phương. Theo đó, trong quá trình xây dựng nhà văn hóa thôn, các thôn đã trích một phần kinh phí để mua các loại sách phù hợp, đồng thời kêu gọi nhân dân cùng con em xa quê hỗ trợ thêm nhiều đầu sách hoặc ủng hộ kinh phí để xây dựng tủ sách pháp luật cho nhà văn hóa thôn. Hiện nay hầu hết các nhà văn hóa thôn trên địa bàn Thanh Hóa đều có tủ sách pháp luật phục vụ nhiều đối tượng lứa tuổi khác nhau. Xây dựng từ năm 2014 đến nay là được 8 năm. Thì tủ sách pháp luật rồi tủ sách phục vụ cho cái khoa học kỹ thuật chăm bón sản xuất. Từ đó rồi cũng có cái ta phát huy cái tác dụng hiệu quả là chấp hành pháp luật của bà con nhân dân tương đối là tốt, hàng năm thì không có vụ việc lớn nhỏ xảy ra. Rồi áp dụng vào sản xuất chăn nuôi thì hiệu quả càng ngày càng nâng lên. Việc xây dựng, quản lý, khai thác hiệu quả tủ sách pháp luật ở nhà văn hóa thôn đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao trình độ văn hóa cơ sở trong việc xây dựng ý thức sống và làm việc theo pháp luật của người dân, đồng thời bồi dưỡng thêm kiến thức sản xuất đạt hiệu quả cao. Đây cũng là nơi tập hợp phát huy tinh thần đoàn kết xóm làng cùng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở khu vực nông thôn. Thay vì phải trải qua 3 phần thi, trắc nghiệm lý thuyết, thực hành xa hình và thực hành đường trường như trước đây, từ ngày 1 tháng 6, học viên tham gia sát hạch lái xe ô tô phải thi thêm phần mô phỏng tình huống giao thông. Đây là phần thi được đánh giá là khó đối với người học.
Tuy nhiên, trải qua 2 kỳ thi sát hạch tại các trung tâm đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tỷ lệ học viên đạt yêu cầu chiếm trên 70%. Ngày 8 tháng 7 vừa qua là kỳ thi sát hạch lái xe cơ giới đường bộ thứ 2 của Trung tâm dạy nghề đào tạo sát hạch lái xe Học viện Cảnh sát Nhân dân kể từ khi thực hiện quy định bắt buộc bổ sung môn thi mô phỏng tình huống giao thông vào sát hạch lái xe. Tham gia kỳ thi, trung tâm có 60 học viên đăng ký và kết quả có tới 71% học viên đạt từ 35 đến 50 điểm. Tâm lý thì anh ai cũng lo, nhưng mà thôi thì đã vào thi thì phải cố gắng quyết tâm, đã được học qua rồi thì tâm lý và quyết tâm phải làm cái bài thi cho tốt. Để thực hiện cái phần thi mô phỏng thì trung tâm cũng đã đầu tư cái cơ sở vật chất, là xây dựng thêm 2 cái phòng, một phòng chờ và một phòng học và thi cái phần mềm mô phỏng, và đầu tư thêm 22 cái máy tính để cài đặt cái phần mềm mô phỏng, để thứ nhất là dạy bổ sung cho các học viên mà đã thi tốt nghiệp rồi nhưng mà chưa được học cái phần mềm mô phỏng, để cho các đồng chí, các học viên để nắm bắt được và để thực hiện thi cái phần mềm mô phỏng. Thông tư số 04 năm 2022 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi bổ sung một số điều về đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ quy định, từ ngày 1 tháng 6, những người học và thi lấy giấy phép lái xe ô tô bắt buộc phải học chương trình mô phỏng tình huống giao thông. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải đã yêu cầu các trung tâm đào tạo lái xe cơ giới trên địa bàn tỉnh đầu tư cơ sở vật chất, phòng học, áp dụng phần mềm mô phỏng vào giảng dạy. Đến nay, Sở Giao thông Vận tải đã tổ chức thành công 2 kỳ sát hạch lái xe áp dụng mô phỏng tình huống giao thông trên máy tính với tỷ lệ đạt trên 70%. Qua cái đợt 2 kỳ với kết quả đạt được như trên thì Sở Giao thông cũng nhận thấy rằng là đối với cơ sở đã tiếp tục kiểm tra rà soát các cơ sở đào tạo, tăng cường công tác là kiểm tra, rồi hướng dẫn để từ đó các cơ sở đào tạo là chỉ đạo các giáo viên tăng cường cái thời gian ôn luyện cho học viên và nắm vững thêm cái kỹ năng và tâm lý, đặc biệt là cái tâm lý để cho cái người tham dự các kỳ thi đó đạt kết quả tốt. Việc bổ sung quy định đưa chương trình mô phỏng tình huống giao thông vào đào tạo sát hạch lái xe cơ giới đường bộ nhằm siết chặt nâng cao chất lượng đào tạo sát hạch lái xe. Tuy nhiên, quan trọng hơn hết, 120 tình huống được mô phỏng trong chương trình đào tạo lái xe ô tô sẽ giúp học viên làm quen, nắm bắt các tình huống bất ngờ khi tham gia giao thông thường gặp trên đường, từ đó có kỹ năng xử lý tình huống. Vì vậy, nếu nghiêm túc ôn luyện, học viên không chỉ có kết quả thi tốt mà còn giúp bản thân xử lý tốt tình huống trong quá trình lái xe trên đường. Thưa quý vị và các bạn, việc xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chủ yếu là chôn lấp tập trung. Vì thế, nhiều bãi rác ở các địa phương đã đầy và đang trong quá trình quá tải. Đáng chú ý, thực trạng ô nhiễm môi trường tại các bãi rác tập trung đã trở nên đáng báo động, đòi hỏi phải có các giải pháp xử lý lâu dài. Bãi rác xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân có diện tích trên 5.400 m², mỗi ngày có khoảng 1,6 tấn rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã được thu gom đưa về đây để xử lý chôn lấp. Do bãi rác được quy hoạch ở ngoài đê sông Chu nên khi có lũ lớn, toàn bộ bãi rác sẽ bị ngập, gây nên tình trạng ô nhiễm về nguồn nước và phát tán rác thải ra sông. Chúng tôi cũng thực hiện cái bãi rác theo đúng các cái quy trình hướng dẫn từ Sở Tài nguyên và của Phòng Tài nguyên Môi trường của huyện. Tuy nhiên là trong cái quá trình thực hiện thì đôi khi là cũng không tránh khỏi nó cái bãi rác tạm của xã nó vẫn có mùi và một phần là cũng có gây ảnh hưởng đến ít cái đời sống của bà con. Để thực hiện tốt cái vấn đề là vệ sinh môi trường và giảm thiểu cái ô nhiễm môi trường từ rác thải gây ra thì tôi nghĩ là không phải ở mình địa phương chúng tôi mà tất cả các địa phương khác thì mong muốn kiến nghị các cấp ngành cấp trên là có quy hoạch một cái bãi rác tập trung với công nghệ xử lý tiên tiến hiện đại để xử lý dứt điểm cái tình trạng rác thải của các cái địa phương. Bãi rác Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc được đưa vào sử dụng từ năm 2015 với diện tích trên 3 hectare. Mỗi ngày bãi rác này tiếp nhận khoảng 15 tấn rác. Hiện nay, ô chôn lấp rác số 1 của bãi rác đã đầy nên lượng rác thải sinh hoạt chưa được chôn lấp gây ô nhiễm môi trường. Đối với công ty thì chúng tôi thực hiện nghiêm túc theo cái hợp đồng đã ký kết, đề xuất với các đồng chí lãnh đạo ở trong huyện Ngọc Lặc là đầu tư về bãi rác này nó quy chuẩn hơn một chút nữa để xử lý nó triệt để hơn. Hiện nay cái nhu cầu vận chuyển xử lý rác thải về các địa phương là rất là lớn. Trong khi đó thì cái nguồn lực của huyện còn nhiều khó khăn, chưa có khả năng để cân đối để mà đầu tư xử lý rác thải tại cái bãi rác này.
mà dẫn đến cái tình trạng là ô nhiễm môi trường. Thì trước cái thực trạng đó thì chúng tôi yêu cầu Phòng Tài nguyên Môi trường rà soát lại toàn bộ các cái quy trình, đánh giá lại cái công suất của bãi rác để có cái tham mưu nó cụ thể theo đúng quy định. Về mặt lâu dài thì giải pháp này chúng tôi thì đang tích cực kêu gọi các cái nhà đầu tư để đầu tư công nghệ kỹ thuật để xử lý triệt để. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, mỗi ngày Thanh Hóa có khoảng trên 2.700 tấn rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý tập trung tại 16 bãi rác do huyện quản lý và hàng trăm bãi rác do xã quản lý. 30% rác thải sinh hoạt được xử lý bằng lò đốt, còn lại là chôn lấp. Phương pháp chôn lấp rác thải có nhiều hạn chế, không còn được khuyến khích áp dụng do tốn diện tích, phát sinh nước rỉ rác gây ô nhiễm môi trường. Hiện nay, tại một số địa phương, các bãi chôn lấp rác tập trung cơ bản đã quá tải, việc xử lý rác thải chưa được thực hiện đầy đủ theo quy trình, kỹ thuật, dẫn đến tình trạng ô nhiễm cục bộ. Để giải quyết tình trạng này, trước mắt, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành có liên quan tăng cường hướng dẫn, giám sát các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm quy trình, kỹ thuật xử lý rác thải tại các khu chôn lấp tập trung. Về lâu dài, Thanh Hóa khuyến khích thu hút đầu tư các khu xử lý rác thải tập trung bằng công nghệ hiện đại, tiến tới đóng cửa các bãi chôn lấp cũ, trồng cây để cải tạo, tái sử dụng diện tích đất bãi chôn lấp nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại các bãi rác tập trung như hiện nay. Chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.